Năm 1790, chú Nguyễn Phúc Ánh cho đắc thành Gia Định để làm căn cứ chống lại quân Tây Sơn đàng ngoài. Thành được xây theo kiến trúc hỗn hợp Đông Tây, dựa vào mô hình thành lũy Phu Băng thời Trung Cổ Âu Châu để phòng thủ, do kiến trúc sư Olivier de Puymaumont, một kỹ sư công binh người Pháp được vua Gia Long giao thiết kế và chỉ huy xây dựng. Thành Gia Định gồm 8 cạnh dựa theo bát khoái. Khi hoàn tất, trông giống như hình con rùa nên dân chúng gọi là thành quy. Đến năm 1833, Lê Văn Khôi, con nuôi của tả quân Lê Văn Duyệt, nổi loạn chống lại triều đình Huế, chiếm thành quy làm căn cứ. Năm 1835, quân Nguyễn đánh bại giặc Lê Văn Khôi. Vua Minh Mạng hạ lệnh phá hủy toàn bộ thành quy để xóa bỏ tàn tích loạn quân. Sang năm 1836, triều đình xây dựng một thành mới nhỏ hơn ở đông bắc thành cũ, nằm trên khu vực thành phố Sài Gòn sau này. Thành chỉ có 4 góc nên gọi là thành Phụng hay thành Phượng. Vì vậy, trong bài Phú Gia Định Thất Thủ Vịnh của ông Phan Văn Trị có những câu: Thương thầy đắc gia định, tiếc thầy đắc gia định, vực thẳm nên cồn, đắc bằng nỗi sống. Tàu khói chạy mây, tuôn sông mấy khúc, mờ lạc Bến Trâu. Dây thép giăng chớp choáng, đắc ngàn trùng. Bến Trâu hay sông Bến Nghé còn mang tên Tân Bình, tức là sông Sài Gòn. Còn thành Phụng là thành Gia Định thời đó. Mấy câu thơ này cho thấy cảnh chiến thuyền Pháp chạy bằng than đá nhả khói mịt mù dưới sông Sài Gòn. Còn trên bờ, người Pháp dựng nhiều trụ cột để giăng dây thép, dùng trong việc truyền tin. Mãi tới sau này, người ngoài Bắc vẫn còn gọi nhà bưu điện là nhà dây thép, vì bưu điện là chủ các cột giăng dây thép điện tín này. Về sự phôi thai của quân Cảng, theo sử sách, vào năm 1774, ngay khi chiếm lại Sài Gòn, song song với việc xây thành Bát Quái vào năm 1790, chú Nguyễn Ánh đã chọn nơi đây làm căn cứ thủy quân chính để củng cố lực lượng đánh lại quân Tây Sơn, vì dạo đó mọi việc chuyển quân lớn đều phải dùng phương tiện thuyền bè. Ngoài những cơ sở đồn trú, tiếp vận cũng như huấn luyện thủy quân, đặc biệt nhà Nguyễn còn thiết lập chu sư, gọi nôm na là xuống thủy, để sửa chữa nhà đóng chiến thuyền. Ông Trịnh Hoài Đức trong tập sách Gia Định Thành Thông Chí mô tả: xưởng chu sư ở cách phía đông thành một dặm, dọc theo bờ sông Tân Bình, quanh theo sông Bình Trị, là nơi chế tạo thuyền bè, cũng là dụng cụ thủy, chiến xưởng dài đến 3 dặm. Sông Tân Bình là sông Sài Gòn và sông Bình Trị là rạch Thị Nghè ngày nay. Trên bản đồ tỉnh Gia Định năm 1815 của Trần Văn Học ghi rõ, xưởng thủy nằm ở phía đông thành Bát Quái. Đến những năm đầu thế kỷ 19, xưởng đã mở rộng thành một công trường thủ công lớn, nơi sản xuất, sửa chữa mọi loại chiến thuyền, nơi đặt lò đúc các loại súng lớn nhỏ bằng đồng hay bằng gang, và cũng là nơi tập trung hàng ngàn công nhân với nhiều ngành chuyên môn khác nhau. Như vậy, các tài liệu lịch sử chứng tỏ thủy xưởng Chu Sư coi như tiền thân của công xưởng hải quân, đã được thành lập từ năm 1790 dưới thời Nguyễn Ánh. Vị trí của thủy xưởng nằm trên đồi đất giữa sông Bến Nghé và rạch Bình Trị. Sau này dân gian quen gọi Bình Trị là Thị Nghè, vì bà Nguyễn Thị Khánh, con gái quan Cầm Sai Nguyễn Cửu Văn, thời chú Nguyễn Phúc Chu năm 1691 đến năm 1725, là vợ của ông Nghè, làm quan trong dinh Phiên Trắng, có công khai phá, đắp bờ, bắc cầu tại vùng này cho tiện việc đi lại, nên được người dân gọi là bà Nghè. Về sau, các quan trong dinh đổi thành Thị Nghè, vì không vừa ý gọi bà Khánh bằng bà. Về mục đích, thủy xưởng do chú Nguyễn Ánh tạo dựng lúc bấy giờ không phải vì lý do thương mại, mà chủ ý thiết lập một quân cảng quan trọng. Vì nơi đây sông nước thuận lợi, vị trí chiến lược quan trọng, có thể yên tâm xây dựng thủy quân hùng mạnh, lấy Gia Định làm kinh đô, tiến quân trở ra Bắc đánh Tây Sơn. Dạo đó, tại vùng bến đò Thủ Thiêm, khu vực cuối đường Tự Do sau này còn có Thủy Cát và Lương Tạ là nhà và bãi tắm của vua, cắt trên bè tre, vì vậy đời xưa còn được gọi là Bến Ngự, tương tự như Bến Ngự trên sông Hương thuộc kinh thành của Huế.
Bến đò Thủ Thiêm nổi tiếng từ đó với câu hò: bắp non mà nướng lửa lò, đấu ai ve được con đò Thủ Thiêm. Thủ Thiêm là khu đất đối diện Sài Gòn. Dạo đó có trạm thu thuế đường sông do quan thủ ngự tên là Thiêm cai quản. Sau này, hãng đóng tàu Carrick lập trụ sở chính tại đây. Về phần phát triển quân cảng, sử sách cũng ghi vào năm 1793, chúa Nguyễn Ánh mua một chiến hạm cũ của châu Âu về cho tháo ra từng mảnh để lấy mẫu. Sau đó, với sự giúp sức của người Pháp, thủy sưởng đã đóng được 9 chiến hạm kiểu châu Âu mang tên Long Phi, Ưng Phi, Long Ngư, Long Phượng, Long Hưng, Long Phi, Bằng Phi, Phụng Phi và Hùng Phi. Với hải đội hùng mạnh, nhà Nguyễn đã chính thức xác lập chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa trong thời gian này. Như vậy, quân cảng Sài Gòn đã hoạt động rất mạnh vào cuối thế kỷ 18 dưới thời chúa Nguyễn. Chàng về lễ tân.
hôn ta bao lần, một trời đắm duyên thơ, cho đời bao phút ơ thơ, ngạt ngào sắc hương, tay cầm tay luyến thương, đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng, nào thấy đâu sầu vương. Một chiều bên nhau, một chiều vui sống, quên phút tan bồng. Em ơi nhớ chăng, xa em anh hát khúc ca nhớ mong. Một chiều gió mưa, anh về thăm chốn xưa, non nước u buồn nào đâu bóng cô nhân, lòng xót xa tình xưa. Lâng lâng chiều mơ, một chiều bâng khuâng đâu nguồn thơ, mây vương sâu lan, gió ơi đưa hồn về làng cũ, nhắn thầm lời nguyện ước trong chiều xưa. Thương nhau làm chi, âm thầm lệ vương khi biệt ly. Xa xưa còn chi, vô tình em nhớ mối duyên hờ, tình như mây khói, mong ai xa mờ. Một chiều ái ân, say hôn ta bao lần, một trời đắm duyên thơ, cho đời bao phút ơ thơ, ngạt ngào sắc hương, tay cầm tay luyến thương, đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng, nào thấy đâu sầu vương. Xót xa tình xưa, lâng lâng chiều mơ, một chiều bâng khuâng đâu nguồn thơ, mây vương sâu lan, gió ơi đưa hồn về làng cũ, nhắn thầm lời nguyện ước trong chiều xưa. Thương nhau làm chi, âm thầm lệ vương khi biệt ly. Xa xôi còn chi, vô tình em nhớ mối duyên hờ, tình như mây khói, bóng ai xa mờ. Một chiều ái ân, say hồn ta bao lần, một trời đắm duyên thơ, cho đời bao phút ơ thơ, ngạt ngào sắc hương, tay cầm tay luyến thương, đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng, nào thấy đâu sầu vương.